Kiểu gì kìa, mà trắng. Chưa nhìn thấy chim à? Thấy rồi. Ây, chết rồi. Khả năng ăn ăn trước thằng chòe này. Mẹ được tí động ra động vào chòe này không anh thì chó. Tao không nhớ. Ơ đi mẹ cái bà đấy, bà đi bà ấy đi xe đấy ra trước cứ đi chửi mình đùa cái thằng. Nó đang ở sát gần xong rồi đi. Sát ai làm gì? Tao không ra thì bà đấy cũng ra. Thế sao mà em ra sau để đỡ đi mẹ. Đang chậm bài giờ. Con này là má đỏ á? Hay má lỡ? Má lỡ. Má lỡ. Má lỡ. Em gần hết. Ăn chặt. Ông chè mãi còn đi tao khả năng bốc mùi được. Giống chè màu đéo đâu. Nó chao chao nó đéo đánh được thôi. Đấy, về rồi. Về cái lồn, về trên ngọn. Mặt mày đi đánh chè chán là mày nhìn mày biết chứ. Tao có bẫy chè ở đây đâu. À, mày ngứa cả dái. Thôi được rồi, tí nữa lên tao cho con bánh tẻ đi. Bùi, bố mày lấy mày bùi thì mẹ giả hơi. Mày. Hai thấy bướm phết đấy. Ồ, chim, chim nghĩa trang xuống ngồi sao ấy. Lại đầy tiền, đúng rồi. Lại triệu bạc rồi. Thì nổ thì lại lo nổ. Kích phải huyết hít mái lên để cho nó xuống. Mẹ mày để đấy chết nắng ra thì địt mẹ mày anh em mày đấm nhau. Không có gì đâu mà đấm nhau. Vào chuẩn bị nhảy vô này tao để tao con này để tao ra. À là xô vào bụp nhau. Tức bừng. Con này có khi đang nên lỡ lỡ rồi. Là này mà chắc chắn là có má đỏ rồi. Bịt được đỏ rồi, lông đen. Cái bọn mặt lem nhem này chính ra về nuôi nhanh. Nghe đầu nó cứ lanh quanh ngùng ạ. Bây giờ cứ bay trên cao. Có lồn nó xuống nữa. Đổi chỗ treo dây điện. Đấy, trao đổi nặng ít. Hỏi thật thế chà màu chết có được ra gỡ không? Ra gỡ thì tao treo lại chứ không bây giờ tao ra tao cũng treo dây. Nhưng đã chết, lấy. Đã chết đâu mà treo. Mẹ thế bố mới bảo mẹ bây giờ tao đi ra tao treo lại con què thì mẹ, anh em nó phải khó nói à. Mẹ mày đâu rồi đó? Mẹ đi đánh chim cả ráng.